Thưa cha, con là Do An Tuyên ở xứ Tân An, địa phận Bắc Ninh. Hôm nay con và vợ con 71 tuổi, con và vợ con đây là... Con là Anna Trần Thị Nam, con là đạo theo chồng đấy. Con hôm nay con 64 tuổi ạ. Rồi đạo theo chồng phải không? Rồi con là gốc là đạo gì? Con là đạo Phật ạ. Gốc là đạo Phật, từ ngày lấy chồng thì bắt đầu theo đạo Công giáo rồi. Thế ta con chỉ kể rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể những ơn mà nhà con đây chảy hết nước mắt. Ơn thứ nhất là con gái của con 10 tuổi bị bắt cóc chứ ạ. Thì con xin dân hỏa cầu nguyện, gia đình cầu nguyện từ 1 giờ chiều hôm nay đến 1 giờ chiều ngày mai thì các anh nó tìm thấy cháu ở dưới khu vực tỉnh Bắc Ninh cách nhà hơn 30 cây số. Đấy là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là cái cháu thứ tư nhà con đang làm thì cái cánh tay này tự nhiên không biết sao lại cái có một cái lỗ thủng ở trong xương, đi bệnh viện Việt Đức, bệnh viện ca, cứ hai bố con đi lại gần một tháng trời, người ta định mổ, nếu mổ thì bị liệt, nhưng con bảo nhà con thôi cứ cầu xin bề trên, dù sao chăng nữa nếu mổ mà liệt thì không mổ. Thế rồi thằng anh nó nhắn tin cho cha, cha bảo cứ cầu nguyện bình tĩnh, cha cầu nguyện cho, thì đến bây giờ là cháu được khỏi. Ơn thứ ba là thằng thứ sáu nhà con. Ông có bao nhiêu người con? Con có 8 người con. Và thằng thứ sáu nhà con nó đi làm ăn rồi 1 năm biệt tăng tích, không tin tức gì, mẹ ở nhà thì hết nước mắt. Rồi anh cũng nhắn tin cho cha, cha bảo cầu nguyện, gia đình con cũng tập trung cầu nguyện lòng thương xót, và sau 13 tháng thì cháu trở về với gia đình. Thế cái thằng thứ ba nhà con thì bị bệnh máu trắng chứ ạ. Con làm ở trên Cao Bằng, khi về Hà Nội khám thì buổi chiều hôm đấy nằm ở đấy, thằng em nó lên Facebook nằm như tượng chịu nạn, một bên máu chảy ra và một bên máu chảy vào, người ta lọc máu. Con bảo nhờ con xuống đấy, nếu con có bình nào thì đưa về nhà chứ không đưa con về Cao Bằng nữa, bởi vì vợ mới sinh cháu cho nên là không thể lên đấy. Sau đó thì cháu nó khỏi và cháu đến tối hôm đấy thì cháu nhắn tin cho cha, cha cũng nói là yên tâm, cha cầu nguyện cho. Và đến đấy là từ năm được 4 năm nay rồi, bây giờ là con khỏi rồi. Và đứa thứ hai nhà con là bị sao mà lắm đứa thế? Dạ à, vâng ạ. À, con phải bảo nhà con đi không phải sợ con quên ạ. Đứa thứ hai nhà con bị băng huyết chưa? Đây chúa con băng huyết từ nhà đi bệnh viện Bắc Giang xuống đến nơi thì không còn máu nữa. Thế nhưng mà do lòng cầu nguyện của chúa, tin tưởng vào lòng chúa thì nhà con cứ đi nuôi các cháu, còn con ở nhà thì thôi cứ bảo các cháu cầu nguyện rồi lòng thương xót chúa. Con thì không thuộc nhưng mà bố con cứ cầm sách đọc thôi. Thì đến khi mà thằng em cũng nhắn tin cho cha, cha bảo cứ yên tâm. Thế thì được 3 ngày sau thì người ta mổ cho cháu nhờ con và tiếp mất gần 2 lít máu, thì là khoai đến bây giờ là các cháu cũng đều hoàn thành. Và con xin cảm ơn cha. Cảm ơn. Cái đứa con gái lớn của anh thì sao? Dạ con gái lớn nhà con. À, vâng. Con này này. Đây ạ. Nhà con này này, con gái này này. Con nhớ ơn gì? Dạ thưa cha là con được ơn là bố của con năm ngoái là 94 tuổi em bị tai biến. Thế xong khi đấy thì đi bệnh viện thì người ta bảo là thôi cho ông về. Vâng, cho ông về. Thế con có nói là bố tin vào Chúa, con tin Chúa, con tin lòng thương xót cầu nguyện cho bố, thì bố cứ tin thật đi thì Chúa sẽ cứu bố. Thế con tin Chúa là cho bố con được không được khỏi bệnh thì cũng được đi lại, đến cuối cùng bây giờ là bố con đi lại trong nhà được rồi cha. Bây giờ bố con là người đạo gì? Con là người đạo Phật ạ. Vâng, thưa anh chị em, một người đạo Phật mà lấy chồng thì bắt đầu theo đạo Công giáo và được đức tin của gia đình nhà chồng nuôi dưỡng và chứng kiến những cái biến cố từng đứa một được Chúa chữa lành.
cuối cùng tới cái đứa này là chính là vợ của ông ấy, là cầu nguyện cho người bố của mình là người đạo Phật bị tai biến và bây giờ đã được chữa khỏi, đã được đi lại khỏe mạnh ở trong gia đình. Hôm nay cả hai vợ chồng lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh chị đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày lễ bọc mẹ của xác lên trời và cuốn tâm thư lòng nhân hậu về chị tặng cho bố chị để biết lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Các bạn này thấy bà lòng quá rồi, bà ngồi không.